ngờ tặng quà sinh nhật lạ cho Trường Giang. Nhã Phương bỏ ra nhiều công sức để có món quà mừng Trường Giang bước sang tuổi mới. Nhã Phương thời gian gần đây có niềm đam mê đặc biệt với bộ môn thể thao, đòi hỏi sức bền và thể lực tốt, đặc biệt là bộ môn chạy bộ đường dài. Trong dịp Trường Giang bước sang tuổi mới, nữ chân viên quyết định tặng chồng huy chương chứng nhận hoàn thành cự ly chạy bộ. Cụ thể cô cho biết, hoàn thành cự ly 20,4 km dành tặng sinh nhật Ba Tý. Năm nay đây sẽ là giải chạy vừa vui vừa ý nghĩa đối với Phương vì đây là lần đầu tiên thử sức ở cự ly 21 km và cũng là động lực làm quà sinh nhật tặng ông xã. Cảm ơn Ba Tý đã thức dậy thật sớm để kịp đón mẹ Bi ở vạch đích và nhận món quà sinh nhật cực kỳ tâm huyết này của mẹ Bi. Yêu thương Ba Tý thiệt nhiều. Với sở thích lành mạnh của Nhã Phương, Trường Giang luôn tôn trọng và sẵn sàng tạo điều kiện để bà xã có thể yên tâm chạy bộ đường dài. Cách đây không lâu, nam diễn viên còn sẵn sàng tay bồng tay bế đưa hai nhóc tỷ đến Đà Lạt chỉ với mục đích ủng hộ động viên bà xã hoàn thành những thử thách trong bộ môn thể thao cô yêu thích. Cô còn chia sẻ thêm, mẹ Biển thật sự không muốn xa con của mình. Cho nên khi tham gia giải chạy xong tôi ra thẳng đến sân bay, đổi vé để bay về Sài Gòn cùng hai con. Vì gia đình của tôi đã về trước, chỉ còn mình tôi Đà Lạt. Phản ứng của Mỹ Tâm khi Mai Tài Phến vào xem livestream. Mới đây cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ngắn được cắt ra từ một buổi livestream của Mỹ Tâm. Theo đó, nữ ca sĩ tổ chức buổi phát trực tiếp để chia sẻ với khán giả một số thông tin liên quan đến đêm nhạc My Show 1981 tại Hồ Tràm vào tháng 5 sắp tới. Buổi livestream của Họa Mi Tóc Nâu thu hút lượng người xem đông đảo. Đáng chú ý, nhiều người đã phát hiện ra trang cá nhân của Mai Tài Phến âm thầm xem livestream của Mỹ Tâm. Ngay khi thấy nam diễn viên vào xem livestream của mình, nữ ca sĩ đã ồ lên phấn khích. Tuy nhiên, vì không biết đây có phải là trang cá nhân chính thức của Mai Tài Phến hay không, nên Mỹ Tâm đã không gọi tên anh chàng. Mỹ Tâm nói, không có biết phải hay không nữa, đọc tên sai rồi mất công. Phản ứng của Mỹ Tâm khiến dân tình thích thú, đồng thời cũng thấy được Mai Tài Phến luôn dành sự quan tâm cho nữ ca sĩ, cả trong các dự án âm nhạc cũng như trên mạng xã hội. Cách đây ít ngày, Mai Tài Phến đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng khi chia sẻ tấm poster, sơ đồ vé live show của Mỹ Tâm. Động thái này không chỉ cho thấy được sự ủng hộ của nam diễn viên dành cho các dự án, show diễn của Mỹ Tâm mà còn rất khả năng Mai Tài Phến sẽ xuất hiện để thưởng thức đêm diễn sắp tới của Họa Mi Tóc Nâu. Ngoài việc chia sẻ sơ đồ vé My Show 1981, Mai Tài Phến còn khiến mọi người bất ngờ khi đính kèm dòng chú thích với nội dung chỗ trái tim làm tâm đẹp quá. Nam diễn viên cũng không quên nhắc nhở khán giả thời gian đặt vé tham gia show vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.